cháu chiến kiểu tóc gì đấy? Cắt cháu quả gà rừng ấy nhờ, trên nhuộm đỏ tí nhá. Lần trước chú chưa nhuộm đỏ cháu đâu, cháu không thích đâu. À rồi, lần này bỏ qua chú rồi đấy ạ, lại đến tiếp à? Ok luôn, lần này chú cho đỏ chót luôn, ok nhá, okay, chiến luôn. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi đấy. Quả gà rừng của cháu đâu rồi chú nhỉ? Đấy, quả gà rừng của cháu đây cháu. Sao chú kể quả sẹo chiến này? Rồi, chú cứ tưởng là cháu càng chiến càng tốt, bởi vì gà rừng là gà chiến mà cháu. Cháu kể vừa thôi, cho về chuyện tuổi vợ. Chị ơi, chiến quá. Chú thì cố tình cho chiến quá. Màu đỏ cháu đâu nhỉ chú nhỉ? Màu đỏ á? Chú nói thật gà chú hết màu đỏ rồi. Ôi thế thì thôi. Tôi thông cảm cho chú nhá, là màu đỏ chú nhượng cho. Rồi, phải chơi tuổi ạ. Ôi thì giảm chú ít tiền được. 100 chú lấy 5 giỏi thôi, cũng vừa kéo về. Cháu có tính hết nhỉ?